Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cân thủ nhé. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 6 nhé, 2021. Thì giúp em có về ít cần lua nhé. Và có ba cái cần đó là khách của clip trước khách đặt nhưng mà bận, hình như bị đi cách ly hay sao á, gọi hoài mà không bảo đi xa không tới lấy được, thì cho nên là em chuyển hoàn về. Hôm nay em sẽ đăng lại em bán hai cái ba cây đó nhé, đặt một lúc ba cây mà gọi hoài không được. Và anh em lưu ý là anh em nào ở trong vùng dịch hoặc là đang cách ly thì không nên đặt nhé, vì đặt cũng không có nhận được, và đang cách ly thì cái vùng nó thì cũng không có nhận được, không có giao hàng được. Đấy, cho nên là anh em xem xét nhé, ở vùng của mình có hoạt động bình thường hay giao hàng hay không. Đấy, rồi hãy đặt nhé, chứ mất công chuyển đi chuyển về, tốn phí mất thời gian của bên em lắm. Rồi em lên vô cây đầu tiên nhé. Cây đầu tiên là cây L4 của cái clip cũ. Cái này là một cây quần của Daiwa nhé. Nó dài là 8 feet 6, 8 feet 6 tầm 2m6 á. Con này còn mới, độ cứng là MH. Này, cho em lua, cho anh em lua gành này, lua lóc, lua chém. Đấy, rất là mới nhá, của Daiwa. Mã này là mã L4 nhé, giá là 1,2 triệu, giá 1,2 triệu nhé. Con này sản xuất tại China, xuất Nhật này, 862MH. Nó là dòng Egging nhé, nó đi PE nó 0,6 cho tới 1,2 này, dây của nó là 2,5 cho tới 4 này. Đấy, thì con này nó tải mồi tầm từ 10 cho tới 40 gram ấy, 10 cho tới 40 gram ấy. Nói chung là cũng ok cho anh em đánh nhái thật hoặc là anh em lua gành. Đấy, ôi còn rất đẹp, khoen là khoen Fuji nhé, bát của Daiwa. Đó, còn L4 này giá 1,2 triệu nhé. Đây là con L mấy nhỉ, hình như là L11 hay L6 gì. Con này có cả túi nhé, túi zin của nó luôn á, nó hiệu của nó này. Mấy cái con này rất nhiều người hỏi nhưng mà lại gửi cho một cái ông một lúc ba cây, lại bom ba lúc ba cây luôn, rất là buồn. Con này mới gần như chưa sử dụng luôn anh em. Con này dài 1m83 nhé, con này dài 1m83 này. Đấy, khoen là khoen Fuji nhé, mới á. Đấy, bát của hãng này. Đấy, carbon là carbon xoắn nhé. Đấy, độ cứng là M medium này. Lua từ 3/16 cho tới 3/4 OZ nhé. Line của nó tải 6 tới 16 lb. Đó, rất là đẹp. Con này là L11 nhé. Con này L11 nhé, giá là 700 ngàn nhé.
con L12 này cũng có túi nha anh em. Con này là carbon hai da luôn. Clip trước rất nhiều anh em hỏi luôn á, không dưới 10 người hỏi cây cần này luôn. Quá buồn. Nó là chuyển hoàn về sunfit. Đấy, tem vàng. Rất đẹp. Con này cũng còn mới tinh. Đấy, bát này, bát nhôm. Sunfit nhé. Carbon hai da này. Ngọn nó cũng đan hai da giống như cái này nhé. Nhưng nó nhìn không rõ lắm, anh em nhìn thực tế thì thấy rõ. Đấy. Đấy, thấy không? Đó, nó đan này. Carbon xoắn bên trong và nó đan một lớp carbon da bên ngoài nữa này. Ở ngọn cũng vậy nhá, ở ngọn nó đan từ gốc lên ngọn như vậy luôn đấy. Khoen này là khoen Fuji nhá. Độ cứng này tầm M á. Dài là 1m8. Của Korea xuất Nhật, tem vàng, tem vàng xuất nội địa Nhật này, carbon hai da. Quá đẹp. Con này lua lóc quá chuẩn luôn đấy. Đấy. À. Con này L15 nhá, giá 700. 1m8 nhá. Đó là ba con của clip cũ, lên clip mới. Con này là dài mã là L21 nhá. Carbon xoắn. Khoen này là khoen của hãng nhá, khoen xứ của hãng. Bát hãng luôn. Con này của China xuất Nhật này. Đấy, của China xuất Nhật nhá, có mã cốt đàng hoàng nhá. Lùa từ 1 tới 9 gram nhá, cứng tầm L á. Carbon xoắn này. Line từ 3 tới 6 là B, 7 feet 6 nhá, 7 feet 6 nó tầm 2m3 ấy. 2m86 cho 2m3. Đấy. 2m3 nhá, của China xuất Nhật nhá, phôi nhẹ. Nó cũng đanh nhá, nó không có nhiều dịu đâu. Còn bởi vì cái thành phần hàm lượng carbon của cái cần này cũng cao cho nên nó sẽ đanh nhá. Nhưng là cứng L mà nó cũng tương đương ML mất. Thông số thì nó là L nhá. Đấy, thì giá con này là mã L21 giá 400 ngàn nhá. Đó, L21 giá 400 ngàn nhá. Phôi còn đẹp nhá, carbon xoắn. Con này cứng tầm MH này anh em. Con này cứng tầm MH. Con này của Pro Rimi nhá. Đấy, khoen là khoen của hãng. Đây nó bị dán nó cắn này. Mút này. Cái mút nó bị dán cắn này. Này này không? Mút này bị dán nó cắn này. Bát hãng, khoen hãng nhá. Mút bị dán cắn. Đó. Chả ảnh hưởng gì đâu. Không quan trọng thì là anh em lấy nhá. 8 feet 3 nhá. 8 feet 3 nó tầm khoảng 2m rưỡi. 2m rưỡi. 8m3 tầm 2m rưỡi. Dòng e-ring nhá. E-ring này thường thường là câu mực á. Pro Rimi. Đấy, cứng MH. Khoen xứ của hãng. Đọt cứng á. Dài 2m rưỡi, 2m50 á. Có chuột nó có cắn này. Đấy. Thì anh em lấy con này em bao ship cho nhé. Chuyển ship qua quá trên cần rồi. Bao ship. Con này L21 nhá. L21 này giá 400 em bao ship nhá. Đấy, nó có bị chuột là dán nó nhăm mấy cái mút này. Có hai đoạn này, hai miếng này. Con L à, con này L22 nhá. L21 trước rồi. Con này L22 giá 400 nhá. L22 giá 400 ngàn nhá. Rồi, tiếp tới con L23. Cũng là một con dòng của Pro Rimi luôn.
Nhưng mà con này thì nó dài hơn chút, cứng cũng tầm MH đó. Tầm MH đó. M tới MH đó. Cứng phết đó. Đấy. Tầm M. Thân thì nó phải MH đó, nhưng mà cái đoạn nửa giữa giữa ngọt này đầu lên thì nó M. Con này thì 2m6 nhá. Con này 2m6. Khoen này cũng là khoen của hãng á. Bát của hãng luôn, con này còn đẹp. Rorimi luôn nhá. Tám feet 6 rồi. Đây nó chảy mất miếng tem đây thôi. Thì dòng này nó cũng là thuộc dòng E-ring, nó chỉ viết thông số dây thôi. 2 chấm cho tới 3.5 này. 0.6 cho 1.2 PE này. Đó. Con này 2m6. Cứng cũng tầm MH, M đến MH. Đấy. Quen của hãng, bát của hãng luôn, của hãng Rimi á. Con này 2m6 cứng M cho tới MH nhá. Mã L23 giá 500 ngàn nhá. Con này cứng là anh em lua gành được. Mà tiếc cái là nó bị gãy mất đoạn. Gãy mất đoạn ngọn khoảng 3 cm. Em đo chính xác, cái này là dài 2m7. Nhưng mà em đo chính xác nó còn 2m67 thôi nhá, 67 68 thôi nhá. Gãy tầm khoảng 2 cm, 2 đến 3 cm nhá. Đấy. Khoen là khoen Fuji xứ xám này. Bát Fuji tem vàng, Fuji Gold. Đấy. Chín feet là 2m7. Đấy. Đó, bị gãy mất đoạn em thay đầu bu rồi nhé. Bu này cũng là bu Fuji luôn nhé. Đấy, quen là quen Fuji xứ xám. Đó. Anh em vừa lua gành, lua chim, lua lóc, lua chém ok này. Mã L24 nha, giá 600 nhé. Rồi, tiếp tới con mã L25. L25 này là một con cần dài 1m8 của Korea xuất Nhật, carbon xoắn. Và quen Fuji, bát của nó cũng là bát Fuji luôn. Đấy. Quen Fuji, bát Fuji luôn. Còn khá là mới nhá. 1m8 này, lua 5-21g, 8-20 lb, Korea xuất Nhật. Đó. Còn khá là đẹp. Màu của nó là màu xanh ngọc. Đấy. Con này L25 nhá, L25 này giá là 550 ngàn nhá. L26 này là một con cần máy ngang anh em. Con cần máy ngang hai khúc. Dài 1m98 nhá, cứng M. Dài 1m98 cứng M. Ở trong cái này là bên ngoài nó bọc cái bọc cái lớp màng co thôi nhá. Còn trong nó là gỗ bần. Đó, trong này là gỗ nhá. Quen Fuji này, bát này cũng là bát Fuji luôn nhá. 66 à. 66 là 1m98 á. Hàng này cũng là thuộc hàng hệ á. Rất là ok. À. 1/4 cho tới 5/8 OZ. 14 cho tới 18 lb nhá. 14 cho tới 18 lb. Đấy, lực chịu tải của nó cũng khá là cao. Đấy, khoen Fuji á. Độ cứng là M. À, ngoại hình còn đẹp nhá. Con này là máy ngang nhé. Clip này có hai con máy ngang, con này với lại cái con nó con một khúc đó. Đấy. Con này giá đâu nha. Đây. L26 nhá. L26 này giá là 750 ngàn nhá. L26 máy ngang nhá, 1m98. Giá 750 ngàn.
Rồi, tiếp tới con L27 nhá. Cái này phôi nó đanh nha anh em. Cái hàm lượng carbon nó cao cho nên là phôi nó sẽ hơi đanh nhá. Cảm giác đánh rất là ok. Đấy. Khoen là khoen Fuji nhá. Bát của hãng. Lua từ 1/16 cho đến 3/8 Z này. 2-10 lb nha. Con này của China, Mac in China xuất Nhật này. Đó. Của China xuất Nhật nhá. Hãng này. Hàng này hàng China xuất Nhật nhưng mà phôi của nó cũng khá là ok đấy. Bởi vì nó đi dàn khoen Fuji luôn này. Đó. Phôi còn đẹp. Đấy. Hàm lượng carbon cao, phôi đanh. Giá thì quá ok luôn. L27 giá 400 nhé. L28 này cũng vậy luôn nhé. Cũng là khoen Fuji 1m8 luôn. Mẹ của thằng China xuất Nhật luôn nhé. Đó. Tình trạng cũng còn khá là đẹp. China xuất Nhật này. Cũng lua từ 1/16 đến 3/8 Z nhé. 20 lb. Đấy, thông số giống nhau. Đó. Mà con này cũng còn đẹp. Khoen là khoen Fuji. Đấy, carbon xoắn này. Đó. Khoen Fuji nhá, bát của hãng. Đó. Con này L28 nhá, giá là 400 luôn. 1m8 luôn nha anh em. Con này 1m8 luôn nhá. Này, tiếp tới con này 1m8 này, hai khúc này. Bát random. À, con này 1m8 cứng ML nhé. Hai cái con này á nó là cứng ML nha anh em. Con 27 28 cứng ML. Con này cũng cứng ML luôn này. Đấy. Cũng 1m, con này cũng 1m8 luôn. Quen Fuji nhá. Fuji xứ xám, bát này bát của hãng. Sơn màu vậy đó anh em chứ không phải bị bạc màu đâu. Nó chỉ ghi là cứng ML thôi nhá, không có ghi thông số. Thì ML anh em lua thường từ tầm khoảng 5 tới 21 gram là ok. Nhưng mà con này thì anh em có thể lua suối được nhá, bởi vì nó cái con này nó sẽ mềm cả thân luôn đấy, nó dịu cả thân. Nói chung là dịu vừa phải thôi nhưng mà nó sẽ dịu cả thân. Còn mấy cái này là nó sẽ đanh, cái thân nó đanh, nó chỉ mềm cái ngọn thôi. Còn cái này cái thân nó cũng ngọn, khi anh em rảy á thì cảm giác nó sẽ cong cả thân. Đấy. Anh em đánh kiểu mồi giả, mồi hơi hoặc là đánh ultralight. Đấy. Hoặc là đánh suối ok. Con này L29 nhá, giá là 450.000. Rồi, con L30 còn một con máy ngang một khúc nhá. Dài 1m8 cứng MH. Một khúc một ngang nhé, bát của hãng này. Bát nhìn xịn sò không? Đó, bát của hãng nhé. 1m8 cứng MH, lua từ 15 cho tới 40 gram nhé, line từ 10 cho tới 24 lb, ghê gớm á. Phôi thì còn đẹp nha, nhưng mà khoen này thì nó hơi bị có một số khoen, một số chỗ nó bị ten màu, nó mạ cái màu inox lên, nó bị ten đó. Một số cây thôi, chả ảnh hưởng gì đâu, anh em đánh trẻ. Nhưng mà nhìn thấy cũng còn ok đó. Không đến nỗi nào, phôi thì đẹp. Cứng MH một khúc nhé. Đấy. À, L30 nhá, giá là 450.000. L31 là một con hàng hệ của Daiko. Daiko này của Japan đấy. Daiko thì nó chỉ sản xuất tại Nhật thôi. Đấy. Anh em nhìn cái bát là thấy chất lượng rồi. Bát này bát Fuji nha anh em.
Bát Fuji nó dán chữ của hãng lên rồi thôi. Đây. Fuji này. Đây, nó dán caro carbon nhìn rất là đẹp. Đó. Tem nhãn tùm lum trên bát hết. Đấy, cán gỗ bần này của Daiko nhá. Hàng này hàng xịn sò. Con này một khúc nhá, dài 1m8 cứng ML á. Cứng tầm đấy. Dài 1m8 cứng ML. Đua từ line từ 2 tới 6 LB. Con này thực chất thông số của nó là L nhá. Nhưng mà em thấy nó phôi nó đanh lắm, gần ML luôn đấy. Nó chỉ mềm một chút cái đoạn ngọn này, khoảng 2 30 phân, 40 phân thôi. Đấy. 1/32 cho tới 3/16 Z nhá. Daiko. Hàng cực kỳ là chất lượng nhé. Đặc biệt nó là một dàn khoen Fujisic. Đó. Fujisic hết nha anh em. Đó, khoen Fujisic hết. Đó, Fujisic hết nha anh em. Đó. Phôi còn đẹp, đanh lắm. Thông số của nó là L nhưng mà em thấy thực tế của nó gần ML luôn á, bằng ML luôn á. Rất là ok, hàng cao cấp nó có khác. L31 nhá, giá là 900.000. L32 này cho anh em đánh bè hành cháp hoặc là anh em đánh tôm. Đó. Rất là mềm nhá. Một khúc. Cái này là sợi thủy tinh đặc. Một khúc nhá. Khoen sứ của hãng. Bát của hãng luôn. Còn mới. À. Dài 1 mét. Mà cốt mà kiếc đàng hoàng. Thì con này á, anh em nào mua một trong những cây cần này thì em sẽ để giá cho anh em giá là 100.000. Nếu mà anh em mua riêng một con này thì anh em giá là 150.000 L32 nhé. L32 150.000. Nếu mà anh em lấy một trong những cái cần trong này thì em gửi kèm luôn, em sẽ để giá cho anh em là 100.000. Để anh em câu tôm, câu bè, câu suối cho vui. Đấy. Nhìn vậy chứ cũng ok lắm á. Đó. Anh thấy không? Cong vòng rất là phê. Này, câu cũng hay phết đấy. L32 nhé. Mua kèm thì 100.000, mua riêng lẻ 150.000. Rồi. Thì hôm nay em chỉ lên nhiêu đây cái cần lua nhé. Hẹn anh em vào clip sau. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nhé.